Chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình đến từ thương hiệu Coratec, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức và được sử dụng rất nhiều tại những cái thị trường như là châu Âu, như là Mỹ, Pháp hay là Đức. Được chạy bộ chuyển động Shimano Alivio rất là cao cấp, và mức giá bán em đang bán tại cửa hàng chỉ là 6 triệu 800 cho một chiếc xe cấu hình cao, không nhôm. Về cái ngoại hình xe thì như các bác thấy trên hình là chủ cũ người ta đi rất là giữ gìn, đấy là cái độ mới của chiếc xe, độ đẹp của chiếc xe rất là nhiều, từ những cái nước sơn còn rất là bóng mịn được đến xịt nếp, còn rất là mới. Chủ cũ họ đi họ còn có cả cái chống bảo vệ đề ở đây, chạy full bộ chuyển động Shimano Alivio, đè gạt đĩa Shimano không nhôm, sơn nguyên bản thương hiệu Coratec rất là nổi tiếng. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe được trang bị bộ ghi đông cong đổ đèo và tay bấm Shimano phanh dầu Techo, cái bấm 9 tầng và bên này là 3 tầng, tương đương với cả 9 tầng lip và 3 tầng đĩa. Còn xe có 27 tốc độ khác nhau. Và mẫu xe thì zin nguyên bản. Bánh là 26 inch. Và giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Hai xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa cọc yên đến tâm của cốt là 55 cm. Một xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến độ 1m75 thì phù hợp. Chuyển động Alivio với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, 27 tốc độ cộng thì là như các bác thấy trên hình rất là mượt mà, bấm nhẹ nhàng lên xuống rất là êm ái. Giá bán của chiếc xe đang bán tại cửa hàng bên em là 6 triệu 800 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.